Ngày 22 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo gồm Đoàn Thanh Tuấn, Huỳnh Phú Lộc, Ngô Duy Tường, Lâm Quốc Phong, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng, Đỗ Hoàng Khánh Thi, ngụ tỉnh Long An và Phùng Thị Hồng Phụng, ngụ tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 3, Phùng Thị Hồng Phụng là nhân viên quán karaoke Âu Lạc, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tổ chức sinh nhật của mình tại chỗ làm. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, các đối tượng cùng một số người khác hùng tiền chơi tăng hai. Riêng Lâm Quốc Phong hùng 500.000 đồng, mục đích để hát karaoke và mua ma túy cho bạn gái cùng sử dụng. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, Tuấn gọi điện thoại kêu Lộc mua thuốc lắc và ma túy để về quán karaoke Âu Lạc sử dụng. Lộc đặt mua thuốc lắc và ma túy với tổng số tiền 3,6 triệu đồng và yêu cầu giao hàng tại quán karaoke. Trong lúc các đối tượng đang phê ma túy, thì lực lượng công an ập vào kiểm tra bắt quả tang. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Đoàn Thanh Tuấn, Huỳnh Phú Lộc, Lâm Quốc Phong, Đỗ Hoàng Khánh Thi, Phùng Thị Hồng Phụng, mỗi bị cáo 7 năm tù, riêng Ngô Duy Tường 5 năm 3 tháng tù.